Xin chào mọi người, thì hôm nay Khánh lại làm một video clip này để cho mọi người xem. Thì hôm nay Khánh đi giao chim ở Hải Dương nhé mọi người. Đây Khánh giao chim ở miền Bắc. Đó, đây là sau lưng Khánh là những cái chuồng chim bồ câu mà Khánh vừa mới làm xong. Thì ở Hải Dương này anh khách anh đặt là 108 cái lồng và 108 cặp chim bồ câu. Hôm nay Khánh về đây Khánh ráp trước là 108 cái lồng, sau đó Khánh sẽ vận chuyển chim bồ câu ra. Thì ở nhà anh khách này hiện đang nuôi chim bồ câu rồi. Ở đây là những cặp chim bồ câu và là chim 1 tháng rưỡi, 2 tháng tuổi đó. Khí hậu ở miền Bắc này thì bữa nay đang rất là lạnh, nên là chim nó nhìn nó bị rù mọi người, tại vì nó rất là lạnh. Đấy, đây là những cái chuồng chim mà Khánh vừa mới ráp xong này. Ở một cái dãy lồng như thế này thì Khánh sẽ trồng lên làm 3 tầng. Thì bây giờ Khánh vừa mới ráp xong một tầng này, thì bây giờ Khánh sẽ ráp tiếp thêm hai cái tầng như vậy nữa, xong bắt đầu Khánh trồng lên. Thì hôm nay Khánh đi giao chim thì đi có một mình thôi, nên là quay video nó cũng khá là khó. Nhưng mà Khánh sẽ cố gắng quay lại những cái video clip để cho mọi người xem nha. Thì đây là những cái tấm thép mà Khánh vận chuyển từ trong Đắk Lắk ra nha mọi người. Thì chuồng chim bên Khánh thì nó là rất là chắc chắn, tại vì cái chuồng chim này là bên trang trại của Khánh nhập riêng ra để nuôi chim bồ câu nhé mọi người. Đó, đây Khánh sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Đây là những cái lồng mà Khánh vừa mới bắn xong. Bắn thì bên Khánh bắn rất là chắc chắn luôn, mọi người thấy không? Chuồng rất là dày. Tí nữa Khánh sẽ dựng lên rồi Khánh quay cho mọi người xem nha. Trước mắt là anh khách anh chỉ lấy 108 cái lồng thôi, rồi sau đó Khánh vận chuyển chim ra. Ok, rồi bắt đầu anh khách đặt thêm nha mọi người. Thì ở trang trại này thì anh khách cũng đã nuôi chim bồ câu rồi. Thì bây giờ Khánh sẽ quay một vòng về chim bồ câu cho mọi người xem nha. Đó, đây là trang trại chim bồ câu của anh khách ở Hải Dương nhé mọi người. Cái này là anh cũng đã nuôi rồi, anh nuôi được 200 cặp chim bồ câu. Đó, mọi người thấy không? Chim to rất là đẹp. Còn bên này là chim nhỏ thôi nhá, anh gây ra mọi người. Đây là những cặp chim bồ câu mà 2 tháng tuổi. Thì khí hậu ngoài này thì hiện tại bây giờ nó rất là lạnh. Mọi người thấy không? Đây là cái trang trại nuôi chim bồ câu của anh khách nhá. Thì hồi xưa đây là cái xưởng xưởng làm nhôm cũng như làm sắt. Nhưng với cái niềm đam mê mà nuôi chim bồ câu của anh khách á, anh khách là một chủ thầu nhá mọi người. Đấy, nên mà rất thích chăn nuôi. Người thấy không? Đây là những cặp chim bồ câu nha. Chim này thì khoảng 4 tháng nữa thì nó mới đẻ. Đó, chim này mới được có 2 tháng tuổi thôi. Nếu mà mọi người muốn có ý định mà nuôi chim bồ câu á, thì theo Khánh thì mọi người nên chọn những cái cặp chim mà mua về cái là nó đẻ. Cái chim mà tầm 7-8 tháng tuổi á. Đó, cặp loại chim như vậy thì nuôi nó tốt hơn. Còn nếu mà mọi người nuôi những cái cặp chim nhỏ này thì nó gặp rất là nhiều vấn đề. Cái thứ nhất là mọi người mới biết nuôi chim này, và mọi người mua những cái cặp chim nhỏ về á, thì những cái cặp chim nhỏ thì nó hay bị bệnh, mà mọi người mới tập nuôi mà nó bị bệnh rồi mọi người xử lý không có kịp á, thì nó thất thoát rất là nhiều. Còn khi mà mọi người lấy những cái cặp chim lớn về rồi thì nó ít xảy ra bệnh lắm, với lại nó chịu được những cái khí hậu mới giống như ngoài Bắc này này, thì khí hậu này rất là lạnh. Nếu mà bây giờ mà vận chuyển những cái cặp chim nhỏ, chim 2 tháng tuổi ra thì nó thích nghi khí hậu, nó gọi là không được tốt. Đó, thì về đây nó hay bị rù này. Còn nếu mà mọi người lấy những cái cặp chim lớn về tầm 10 đến 15 ngày là nó đẻ. Đó, đây là những cặp chim lớn đấy mọi người. Mọi người thấy không? Chim rất là to. Cái xưởng như thế này thì cái trang trại này thì có thể ráp được khoảng 700-800 đôi hoặc là 1000 đôi chim bồ câu luôn đó mọi người ạ. Rất là rộng rãi. Đó, mái rất là cao. Một trời mà nóng á, thì cũng không có sợ là chim nó bị nóng. Mà nếu mà trời lạnh á, thì ở đây anh khách anh đóng kín lại là bên trong rất là ấm nha mọi người. Thì thời tiết ở ngoài Bắc này hiện tại bây giờ rất là lạnh.
Đó, bây giờ Khánh nói sơ qua về cái chuồng chim bồ câu của bên trại bồ câu của Khánh dập riêng ra để nuôi chim bồ câu nha. Đấy, đây là những cái chuồng mà Khánh vừa mới ráp xong này. Thì một cứ một dãy như thế này thì Khánh sẽ trồng 3 tầng lên. Đó, thì bây giờ Khánh mới vừa dập xong một tầng thôi. Thì tí nữa Khánh sẽ dập thêm hai cái tầng như thế này nữa, xong bắt đầu Khánh trồng lên thành 3 tầng. Đó. Tí nữa Khánh dập xong Khánh trồng lên là Khánh sẽ quay cho mọi người xem nha. Cái kích cỡ của cái chuồng mà bên trại của Khánh sản xuất ra á, nó cao là 45, ngang là 50 nha. Đó, cái cửa thì kéo lên kéo xuống nha mọi người. Nó thép cũng dày nữa, cái chuồng này xài bao bền luôn mọi người ạ. Đó, mọi người thấy không? Rất là chắc chắn luôn. Bạn nào mà đang có nhu cầu mà muốn tìm hiểu về chim bồ câu hoặc là mọi người muốn mở trang trại nuôi chim á, mọi người có thể nhắn tin qua Zalo cho Khánh qua số điện thoại 0842242001, hoặc là mọi người có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại 0842242001 thì gặp Khánh thì Khánh sẽ tư vấn cho mọi người nha. Còn bạn nào ở khu vực Tây Nguyên đó, mọi người có thể tới trực tiếp trang trại của Khánh, thì trại của Khánh nằm ở ngã ba Hòa Nam, Sẻ Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đó, mọi người cứ tới đó đi rồi Khánh sẽ tư vấn cho mọi người nên chọn những cái loại chim bồ câu nào mà nuôi để có kinh tế cao nhé mọi người. Hoặc là mọi người có thể tới trang trại của Khánh để mọi người biết được cái cách để làm một cái trang trại nuôi chim bồ câu nó như thế nào. Hoặc là mọi người có thể tới đó thì Khánh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nuôi chim này. Đó. Còn nếu mà mọi người không tới được, mọi người có thể nhắn tin qua Zalo thì Khánh có thể tư vấn qua cái Zalo đó. Đấy, đây là trang trại ở ngoài Hải Dương nha mọi người. Rất là rộng luôn. Thì trước mắt là anh khách sẽ làm một cái dãy lồng dài như thế này, và sau đó thì anh khách sẽ dọn cái sắt kia thì Khánh làm thêm một dãy nữa cho anh khách bên đó mọi người nhá. Thì nếu mà làm hết cái khu này á thì sẽ được khoảng 400 đôi chim bồ câu cũng như là 400 cái chuồng chim. Nó một trang trại rất là to, rất là đẹp. Một trang trại như thế này thì rất là ổn định cho những cái người mới nuôi chim bồ câu nha mọi người. Đó, cái mái thì cao này, mọi người thấy không, rất là cao luôn. Đó, trời nóng thì mình không có sợ rồi, trời lạnh thì mình đóng kín vào thì cũng chim nó không bị ảnh hưởng nhiều. Còn nếu mà mọi người ở ngoài miền Bắc này mà nuôi chim, trang trại nó thoáng quá, đến khi mà trời nó rét á, mùa đông này, thì chim nó sẽ bị rù. Đó, nhiều cặp nó chịu không nổi, nó sẽ bị chết á mọi người, hoặc là nó sẽ ra bệnh. Khi đó thì mình xử lý nó không có kịp là chim nó đi hết luôn á. Đó, đây là những cái chuồng chim ở ngoài chợ bán nha mọi người. Thì cái chuồng chim này nó thép rất là mỏng luôn, nuôi được tầm tháng 2 tháng là bắt đầu nó bị bung hết mấy cái này ra. Với lại nó không phải dành riêng ra để nuôi chim bồ câu, nên là nó những cái thanh cửa như thế này nó làm rất là khít này. Đó. Chim nó không thể nào mà rút đầu ra uống nước được. Còn cái chuồng chim của bên trại của Khánh á, thì Khánh có thể thiết kế riêng ra để nuôi chim bồ câu, nên là cửa nó thoáng này, chỗ nào cần thoáng là nó thoáng, chỗ nào cần khít thì nó khít. Mọi người thấy không, nóc này ở trên này thì không có cần phải khít quá nên Khánh làm thưa ra. Đó, cũng giống như cửa này, mọi người thấy không, những cái ô này để nó rộng ra thì khi mà con chim nó đi uống nước á thì nó rút cái đầu ra được nhé mọi người. Còn nếu mà mọi người làm khít quá, đến lúc chim nó uống nước thì nó không rút ra được, lúc đó mọi người phải cắt nó ra. Mà cắt ra nhiều khi những cái thanh sắt này này nó đâm vào con chim bồ câu á, nó gây ra chảy máu. Với lại những cái chuồng chim này thì nó tiện lợi để mình nuôi chim bồ câu. Thấy không? Cái này là ở trang trại Khánh sản xuất ra để nuôi chim bồ câu nha mọi người. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Khánh. Đó, Khánh sẽ tư vấn cho mọi người. Thì cái video clip mà đi giao chim ở Hải Dương đây thì Khánh xin dừng ở đây. Thì mọi người nhớ xem những cái phần tiếp theo, thì Khánh sẽ hoàn thiện những cái chuồng chim bồ câu này, cũng như là những cái video clip sau nữa thì Khánh sẽ giao chim, Khánh bỏ chim vô lồng, rồi Khánh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xử lý làm sao mà khi mà đưa con chim bồ câu xa mới về, hoặc là mọi người mới thả chim vào chuồng chim bồ câu thì cần phải làm những cái gì nhé mọi người. Thì video này Khánh xin dừng ở đây thôi. Bạn nào mà thấy hay thì Khánh cho Khánh xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Thì Khánh sẽ thường xuyên ra những cái video clip
hướng dẫn về nuôi chim bồ câu cho mọi người xem nha. Khánh xin chào mọi người.